Cây chắn rồi lo. Cây chắn rồi. Cái này hao lắm chửi đi. Đúng rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
luôn mãi bố. Khi mà trong ngôi phố đeo mỗi cười đầy lắm. Dạ,
Yeah.
Để thay đi em có cây à? Thay ngồi nãy. Cắm ra tổng cái cắm ở tầm tầm mà ra cắm cái này này, nhưng mà ra ra phúng ấn video phúng ở ít lâm rồi mới giàu đúng như vậy. Tôi đắm đi nhà thế nhỉ, cái thử mi kẹo món linh na nhà thế mà cho nuối to cái hồ. All right.
tham gia bên hoa liễu sẽ đi. Nhớ cà phê nói bè đưa nhỏ lá ơi. Mưa ta phải cắt cả. Con cái đinh thai này về về lắm. Nhà nó mà tao sẽ lắc xe ư. Thôi là em biết tin mà anh. Nhà bố phê tao ư. Đi à tao phai ư. Rồi mấy đại biểu nữa? Ai cá nhân? Tôi giống như này. Còn mấy người đi là mấy người. Nàng cảm ơn này mà. Ni cơ mà nàng mi, ni nàng mà hen đắc tên. Nàng
năng này đi à, năng này cũng hành. Alo. Không cần đi thong lai. Năm lọc này. Mì đá chắc mì đá. Bây xã quá mì. Thì nói lâu rồi, thì nói lâu tâm thầm đã. Cái sống giả bà này chứ ta nói rẻ mươi bật khẩm và cao hư dưới. Thì đây, lúc thế bà lúc hả? Tên của đăng như tên của đăng. Đăng em mì đăng à? Nói số. ที่บ้านนี้ซื้อกันแล้วเนี่ยเสียโซ่ที่นั่งเนื้อเลี้ยที่ห้องเนื้อ